Nếu như các bạn có nhu cầu mua nick liền của mobile hoặc phong quay của Huy thì đến với shopzena.com các bạn nhé. Nếu như nick lỗi bôi hoa 200%, đặc biệt có đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lần đầu tiên gặp anh Hello, hello, chào các bạn nhé, mình là Hoàng và hôm nay mình sẽ làm một video gọi là ướt như cái tiêu đề các bạn đã thấy ấy, là Zena đi đường tốt mà ốm đường thì có tốt không? Đấy, thì mình trả lời luôn ở đầu video luôn là tùy vào cái vị tưởng các bạn đối đầu nhé. Giả sử như lần này mình đối đầu với Murat ấy, thì chất tưởng của Zena so với Murat thì có phần nhìn hơn các bạn nhé, nên là các bạn có thể ôm lên được. Nhưng mà lưu ý là ở cái phiên bản này thôi các bạn nhé, thì nói thật các bạn, đấy là một phiên bản mình thấy khá là chán. Đấy thì con lính ở phiên bản này ấy, nó đi lên rất là nhanh, nên là các bạn ấy mà giả sử mà các bạn đi gánh cái vừa gánh cái chưa kịp gánh đã là lính lên rồi, nên là những cái vị tướng nào ôm đường thường là vẫn có lợi thế một chút. Nhưng mình lưu ý nhá, đấy là đi tìm đơn, còn tìm nắm thì mình không chắc chắn cái điều đó nhá. Thế pha này mình sẽ không vào cái bộ đỏ, bởi vì là như thế nào thì mình chỉ có mình và thằng mít thôi, bên team bạn có 3 người, mà con Richter ở đầu game nó rất là mạnh, vào mình chỉ có lỗ thôi các bạn nhá. Đấy, nhưng mà đầu game máy là mít mình cũng giữ được lại con bộ đỏ rồi, và Mina đang ở trên bộ đỏ team địch thì không sao, coi như là vẫn giữ lại tên bùa đỏ thì là vẫn là lời nhá, bởi vì Murat nó bỏ một tên lính kia. Đấy thì trả lời tiếp tục là câu hỏi được trước là Zena ôm đường ok không các bạn nhá. Thì các bạn nếu đi đơn nhá, gặp những vị tướng mà cái chất tướng nó kém hơn mình một chút ấy, thì các bạn có thể ôm đường được. Nhưng mà những chất tướng nó trâu hơn mình ấy mà các bạn cảm giác rất mệt mỏi, thì tốt nhất là các bạn có thể bỏ 1-2 tên lính, có thể là đi gánh ở giai đoạn lúc các bạn có Liverpool ấy. Đấy, có thể bỏ lính được. Đấy, bởi vì là cái chất tướng của Zena này hơn Murat. Giả sử các bạn solo với 1-0 chẳng hạn đấy, các bạn cũng có thể ôm đường được bạn nhé, không cần phải là đi gánh luôn. Thì trận này mình sẽ là ôm đường chỉ có Ramit, đôi khi Ramit một chút thôi, chứ mình không gọi là không gánh đến tận đường rông các bạn nhé. Đấy, để các bạn thí nghiệm cho các bạn xem trận này như thế nào. Thì sau khi quay video mình sẽ lược một số cảnh mà nói chung là cứ đi đi lại lại ở đường top, đường mid này cho bạn đỡ chán nhá. Đấy thì các bạn thấy là Murat đi gánh khá là nhiều, bởi vì nó ở lại nó cũng solo chứ chắc lại mình không các bạn nhá, nên là nó đi gánh khá là nhiều, nhưng mà nó bị chậm, gọi là bị về chậm ấy, thì nó là mất một đường rồi, thì một trụ rồi các bạn nhá. Thì hiện tại mình nói các bạn cứ thấy là những cái team cây thuế ấy, là ép 3 phút đến 6 phút một trận. Đấy là các bạn đi tìm nắm nhá. Đấy thì đó cái lợi thế của việc lính nhanh. Đấy, phiên bản này mình nói thật là rất là chán. Nếu như các bạn đi đơn ấy, đi đơn thì các bạn gặp lính nhanh ấy, các bạn đi gánh thì đôi khi bể trụ rồi, mà các bạn ở lại ấy, thì đôi khi đồng đội thiếu người, đồng đội thua. Đấy, rất là khó xử luôn, nhất là người đi mid các bạn nhá, khó xử cực kỳ luôn các bạn nhá, lính lên rất là nhanh luôn. Nhưng mà ở từ phiên bản tiếp theo đây, cách đây khoảng 5 ngày nữa thôi là sẽ cập nhật phiên bản mới ấy. Thì khi đó các bạn đi gánh ấy thì các bạn sẽ là lời hơn, nên là cái chiến thuật mà các bạn ốm một đường như thế này khi các bạn đi đớn ấy, thì 5 ngày nữa đến 7 ngày nữa cập nhật phiên bản mới thì các bạn không nên ôm đường như thế này. Nhưng hiện tại đang phiên bản cũ này đấy, thì các bạn có thể ôm được như thế này nhá. Phiên bản mới thì lính người ta sẽ điều chỉnh đi chậm lại, bởi vì các bạn thấy cái trận đấu mà lính nó đi nhanh như thế này trước 4 phút ấy thì chơi rất là chả luôn, đi gánh không được. Mà đây là game 5-5 đồng đội ấy, mà đi cứ ôm một đường như thế này rất là chả luôn. Cảm giác mình này chứ mình cái đai nó không, mặc dù mình lấy được 2 cái trụ này, các bạn thấy này, mình cảm giác rất là chán. Bởi vì khi các bạn đi đơn ấy, các bạn có tương tác với đồng đội ấy, thì thường các bạn sẽ gọi là chơi game các bạn vui hơn các bạn nhé, mặc dù là có thể các bạn bém nhau từ đầu đến cuối luôn đấy, nhưng mà cảm giác là nó gọi là có tương tác với địch hay đồng đội thì nó vẫn vui hơn. Còn mà ôm một đường như này, mặc dù là nó thực dụng ấy, nó hiệu quả đấy, nhưng mà mình cảm giác vẫn hơi chán các bạn nhé. Trừ khi mà mình đi tìm nắm về đồng đội để mà mình cây thuế cho khách ấy, thì mình muốn càng nhanh càng tốt, thì lúc đó mình rất là vui, bởi vì lính có lính đi nhanh. Đấy, khi mà các bạn thuê mình cây một trận đấu, ví dụ giả sử các bạn thuê mình cây từ tiếng Anh lên chiến tường chẳng hạn đấy, thì mình đi về team cây thuế là đi team nắm ấy, thì thường là một trận ép từ 4 đến 6 phút đến 7 phút thôi các bạn nhá. Đấy thì lúc đó cái lợi thế của việc lính nhanh nó rất là phát huy tác dụng luôn. Nhưng mà khi mà mình quay clip cho các bạn, mình hướng dẫn các bạn đi đớn ấy, thì mình thường là sẽ là đi đớn để, bởi vì đa số khán giả xem của mình toàn là đa số người ta đi đơn, nên mình muốn là quay những clip đi đơn như thế này để các bạn gọi là áp dụng những cái chiến thuật tùy theo hoàn cảnh của nhá. Khi các bạn có đồng đội hiểu ý nhau ấy,
các bạn có thể là ép chân thực 4-5 phút được thì mình sẽ làm ở video tiếp theo của anh nhé. Rồi thì nói về trận đấu này về Budo bằng Ngọc Huyền ấy thì mình edit ở đường dưới cho các bạn nhé. Thì thứ này các bạn mà lên dây xanh hay dây xám cũng được. Đấy, dây xanh thì các bạn đỡ choáng hơn của những con tường có CC ấy. Còn dây xám ấy thì các bạn solo với ngục không với lại con Slim thì có giảm sát thương đánh tay 15% ấy thì các bạn lợi thế hơn nên mình edit màu xám. Thế là mình nói chung là mình ví dụ thôi cho các bạn, lên dây xanh cũng được và nhất trận này lên hai dây đều được. Ok, thằng ngục không này. Rồi về phần Budo thì mình sẽ lên Thương Long tiếp theo và tiếp theo là mình là lên cái giáp nửa của cái Khiên Thất Truyền các bạn nhá. Sau đó mình lên cái nánh rồi mình quay lại lên full xuyên Khiên Thất Truyền. Kìa, pha này choáng nhiều quá nhưng mà sẽ có màng thôi các bạn nhá. Thế mình được hơn ngục không một cấp độ nên hai cấp độ ấy, mình sẽ được này solo luôn. Chứ tầm này thì giả sử nó băng cấp độ thì mình sẽ chạy các bạn nhá. Pha đó mình biết mình tránh nó nên mình cắn đủ đám mình lại thôi. Về phần tiếp theo mình sẽ lên cái trói của nhá. Phần cuối cùng mình sẽ lên cái giáp vô sinh và mình sẽ xoắn thêm một cái liêm. Đấy, còn về phần phù hiếu ấy thì các bạn thường là Zena, mình nghĩ là các bạn lên ma chủ ấy nó sẽ hợp lý, bởi vì Zena về nó không có sát thương chuẩn cũng như không có sát thương phân đắp máu, nhưng mà các bạn chơi cái lối cầu rỉa thì ma chủ rất là hợp luôn. Và nhánh phù là cái nhánh xuyên giáp các bạn nhá, xuyên tâm ấy. Rồi về phần ngọc của trận này mình dùng ấy thì mình sẽ dùng là công vật lý xuyên giáp các bạn nhá. Ngọc đỏ và ngọc tím là công vật lý xuyên giáp, còn mà ngọc lục là tốc chạy và công vật lý các bạn nhá. Đấy thì các bạn chơi game nhiều thì mình sẽ không nói rõ về cái phần ngọc nhá, bởi vì các bạn bấm vào cái phần bằng ngọc ấy, các bạn bấm vào phần trúng ấy thì các bạn bấm vào ngọc công vật lý là nó tự ra cái bảng hay bảng mặc định mà. Rồi thì cho mình hỏi một chút ngoài lễ là mình nói giọng miền Trung kia, các bạn mà thấy nghe mình nói ví dụ 14 ấy mà các bạn có hiểu được 94 không, giả sử các bạn hiểu được 894 thì khả năng là ok. Bola rồi, có mang rồi. Các bạn mà hiểu được 894 thì khả năng là ok nhá, nhưng các bạn mà giả sử mà chỉ hiểu được khoảng 564/14 mà mình nói ra ấy thì các bạn bình luận đường dưới nhá, mình sẽ cố gắng edit thêm cái phụ đề đường dưới. Đấy, mình cũng đã từng edit phụ đề đường dưới rồi, nhưng mà nói thật với các bạn ấy, thời gian ra một cái clip hết khoảng mấy chục phút thôi, chứ còn edit cái phụ đề nó tốn hơn cái thời gian làm một cái clip nữa đấy. Nên đôi khi ấy, mặc dù nó có sẵn như cái phụ đề nó có tự động ấy, nhưng mà mình cũng phải vào chỉnh lại nữa đấy. Thì nếu như các bạn không hiểu, nhiều người không hiểu cái giọng mình nói thì mình có thể là bỏ thêm thời gian vào để mình edit. Còn nếu như các bạn mà hiểu tầm khoảng 80-90% thì mình xin phép là mình bỏ qua cái bước soạn thêm phụ đề các bạn nhé. Rồi thì nếu như các bạn có nhu cầu cài thuê hoặc là team nick thì các bạn biết team mình ở đâu đấy. Đấy thì nếu như mà giả sử các bạn muốn mình làm một video mà đi team nắm ấy, thì có màng này, pha này mình sẽ tiết kiệm tốc biến lượt vào nhá. Đấy thì nếu như các bạn có nhu cầu đây là tốc biến này, triple kill luôn. Rồi các bạn mà có nhu cầu mà xem một clip mà đi team nắm cái thuê mà ép 4-5 phút đấy thì mình sẽ làm vào video tiếp theo các bạn nhé. Thôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mà yêu các bạn rất là nhiều.